Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với talk show Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan. Ở tuần này chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT. Những giấc mơ của những bạn trẻ chưa được come out hoặc là chưa được công khai với lại gia đình, với lại xã hội, hoặc là các bạn trẻ chưa tìm lại được chính bản thân mình. Các bạn luôn luôn có một cái ước mơ chạm tới ngôi sao. Và hôm nay ngồi trước mặt Xuân Lan là á hậu một của cuộc thi Đại sứ Hoàng Mỹ, Lương Mỹ Kỳ sẽ cho chúng ta biết con đường chạm tới ước mơ của bạn sẽ như thế nào để bạn có thể truyền cảm hứng tích cực cho tất cả những bạn trẻ đang mơ ước trong cộng đồng LGBT nhé. Xin chào Lương Mỹ Kỳ. Dạ em chào chị Xuân Lan và chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện Ngại Nói. Khi mà chị nhìn thấy em lung linh xinh đẹp ở trong một cái show của chị là Runway Fashion Week và trong cái bộ sưu tập đặc biệt của nhà thiết kế Lê Long Dũng, thì chị không nghĩ em là một người chuyển giới thực sự như vậy. Thì em có bao giờ mà em bị nhận diện là một người chuyển giới không, hay là người ta nhìn em giống như là, thực ra với chị là em xuất hiện giống như em còn đẹp hơn con gái thiệt nữa, thật sự luôn. Thì cái câu chuyện là khi mà BB Trần có nói với chị đây là dạng như hoa hậu, mọi người gọi em là hoa hậu đúng không, thì đây là hoa hậu bản thân của em mà chị ơi, tụi nó đẹp còn hơn nữ thần luôn, thì đúng là chị thấy như vậy. Thì cái câu chuyện nào, cái cơ duyên nào để đưa em đến từ cái câu chuyện để tìm lại chính mình mà em còn đẹp, em đẹp mượt mà hơn những bạn khác? Cái câu chuyện của em nó xảy ra nó dài lắm. Nói chung là nó bắt đầu từ lúc mà em bắt đầu thi cái chương trình Người Bí Ẩn. Thì mọi người biết đến em là qua cái tên là Thịt Bò Giờ Viên Lương Trung Kiên. Thì từ đó thì sau chương trình đó em mới thi Thách Thức Danh Hài. Rồi nó xảy ra rất là nhiều cái. Sao mà nhưng mà khi mà em chuyển giới, em phẫu thuật xong là năm nào? Em phẫu thuật xong thì cách đây khoảng một năm, chỉ một năm thôi. Là em lên Sài Gòn thì được khoảng 2 năm. Một năm thì để em làm đầu, em lên Sài Gòn đầu tiên là em làm tạp vụ quán, rồi sau đó em mới chuyển dần dần công việc. Nhưng mà cái câu chuyện khi em phẫu thuật là em phẫu thuật tại Việt Nam hay là ở đâu? Em phẫu thuật ở trên là tại Việt Nam. Sau đó thì em đại phẫu thuật ở tại Thái Lan thì em đồng hành cùng với mẹ ruột của em. Mẹ ruột đưa đi. Nhưng mà tổng chi phí cả những cái chi phí để em có thể chuyển đổi cái cơ thể của mình là bao nhiêu? Tổng chi phí thì số tiền em không có nói được, nhưng mà số tiền thì nó rất là lớn và em phải tự để dành hết. Là lúc đó thì em cố gắng hát lô tô để có thể là dành dụm tiền, bao nhiêu xô em cũng nhận hết, nghĩa là giá như thế nào thì em cũng đều nhận. Sau đó em tích góp rồi em ăn mì gói, em chia ra, thí dụ tuần thì bữa nào được ăn thịt bò hay là bữa nào được ăn gà thì vậy đó, thì em sẽ... Rồi trong cái thời gian làm tạp vụ là sau khi em chuyển giới xong hay là trước khi em chuyển giới? Đầu tiên em lên Sài Gòn thì lúc đó là năm em học lớp 12, thì em đậu đại học. Thì nhưng mà em nghĩ là quyết định là thôi em không học đại học nữa, em quyết định là em sẽ đi làm. Bởi vì là em nghĩ rằng là nếu như em tiếp tục học đại học nữa mà sau này em ra em cầm tấm bằng á, cái thứ nhất em xấu, lúc đó em xấu lắm chị. Thứ nhất em xấu, thứ hai là em không có tiền, thứ ba là em không có nhiều mối quan hệ. Nên thôi em nói là thôi đi làm đi cho nó thực tế. Thì em quyết định là làm cái chỗ đó là bao ăn bao ở, thì em ở đó luôn. Thì để em dành tiền, thì lúc đó em chỉ nghĩ rằng là gia đình em trước thôi. Tại vì từ nhỏ em đã rất là mong muốn em được trở thành gái. Nhưng mà bởi vì em gia đình là em cứ nghĩ là thôi đi, mình đi lo gia đình trước đi. Em cứ nghĩ là cuộc đời này em chết luôn, em để cho nó chết luôn, kệ mình cứ là một cái con người bình thường thôi, mình không cần phải chuyển giới. Nhưng mà em nghĩ rằng là nó giống như trời, cái duyên á chị, với như trời thương á. Thì em làm tạp vụ xong em kiếm hết tiền, tất cả tiền hát lô tô, tiền làm tạp vụ em để dành trong bao nhiêu năm thì em mới có tiền phẫu thuật? Em để dành trong khoảng gần một năm.
Và cái lúc em làm tạp vụ á, thì mỗi tháng thì cha mẹ em đều lên, thì em đều gửi tiền cho gia đình hết, rồi một phần em giữ lại. Rồi xong cái thời gian mà em làm ở tại đó đó, thì giống như em để dành tiền em mua cái này mua cái kia để chăm chút cho mình hơn. Nhưng mà lúc đó thì em bắt đầu có dùng hormone thôi, nhưng mà có dùng ít hả chị, tại vì là ảnh hưởng cái công việc, tại vì em làm nặng nên em không dám dùng hormone nhiều, để tại vì sợ là không có nổi. Là khi mà mình tiêm cái hormone đó là mình cơ thể mình sẽ trở nên yếu hơn. Dạ, khi mà tiêm cái hormone chuyển giới thì đối với riêng bản thân em á, thì cái mũi đầu tiên thì nó khá là mệt, nhưng mà mấy mũi sau thì không sao hết. Đối với em không sao hết. Tại sao em kiểu như em cái sự cái sự mãnh liệt trong con người em nó quá khủng khiếp rồi. Thì lúc đó có một cái cao trào là như thế này, thì lúc em thấy làm tập vụ nam cực quá, thì em mới thấy mấy chị nữ, thì lúc đó em mới hứng quá, em mới muốn quá, em mới điện thoại cho mẹ em nói là mẹ ơi con muốn làm vú. Cái mẹ mới nói là mẹ mới nói cho em một câu là mày làm rồi mày chết rồi tao sống với ai. Thì không biết sao cái hình ảnh mà mẹ mình nuôi nấng mình từ lúc nhỏ cái nó hiện về, cái em khóc. Cái em nghĩ là thôi em không làm nữa. Rồi sau này em đi hát lô tô, rồi gặp một cái mối tình, thì em quyết định em phải đi tìm hạnh phúc. Rồi em chuyển giới. Dạ. Chuyển giới thì bây giờ mối tình đó em còn không? Dạ không, là em chỉ có cái mối tình đó thôi, là đối với một người con trai vậy. Rồi cho tới giờ thì có người yêu không? Dạ không, là tất cả mối quan hệ thì chỉ dừng lại mức tìm hiểu thôi. Với lại em cũng tập trung nhiều thời gian vào chính bản thân của mình, vào gia đình của em, chứ em không có tập trung vào. Chị hỏi nhiều về cái câu chuyện để cho khán giả hiểu về Lương Nguyễn Kỳ. Dạ. Chính là Lương Trung Kiên ở rất là đình đám ở trong cái game show Ca sĩ bí ẩn. Dạ. Chị có coi cái show đó, chị nhớ hoài mà rất là duyên dáng, mọi người rất là khen em. Nhưng mà sau đó khi mà Xuân Lan nhìn thấy Lương Mỹ Kỳ ở trong hậu trường của cái show do chính mình sản xuất, thì BB trang điểm thiệt là đẹp, đứng lộng lẫy mặc đồ của Lê Long Dũng. Lương Mỹ Kỳ là một cô gái đẹp, đẹp như một thiên thần. Và chúng tôi sẽ cắt cái clip hậu trường, cái hình ảnh của hai bạn này sẽ gắn liền ngay tại đoạn phim này, để cho mọi người nhìn thấy cái hình ảnh Lương Mỹ Kỳ trong sân khấu mà ấn tượng đầu tiên của Xuân Lan. Thì sau đó khi mà diễn xong thì về thì mọi người mới chụp hình, mới tát tên. Thì chị thấy vẫn là tát tên của Lương Trung Kiên. Dạ đúng rồi. Cái xong rồi chị mới nói, ủa tại sao cái cô bé này là tên Lê Trung Kiên, chị không nhận ra em. Xong rồi cái chị vô, chị mới nhìn, chị mới tìm hiểu. Cái mọi người mới nói chị, cô bé này chính là Lương Trung Kiên mà bò duyên gì ở trong cái Ca sĩ bí ẩn. Thì chị mới nói, ồ trời khác biệt quá, thực sự hoàn toàn là hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau mà chị không thể nhận ra được luôn. Lúc đó thì sau khi mà quay xong cái chương trình mà Người Bí Ẩn á, thì em cũng tiếp tục về làm quán. Thì lúc đó em chỉ vui mừng là em được, có nghĩa là được 5 triệu, rồi anh Thành cho 1 triệu thì được 6 triệu, chia ra thì mỗi người được 2 triệu. Em chỉ mừng là thứ nhất mình được cái giải, rồi cái thứ hai mình cũng được chút tiền. Thì vô tình cái tập đó phát sóng lên, thì lúc đó em ngồi em còn trực bàn, thì cái điện thoại em gung gung vậy nè. Sao tự nhiên hồi đó có 4.000 follow à, mà sao tự nhiên nó tăng lên. Cái xong tự nhiên em nói là ủa vậy là mình nổi tiếng rồi, vậy là mình nổi tiếng rồi phải không? Rồi xong rồi mấy ngày sau cũng có mấy người đi vô nói là ê con bé thịt bò duyên nè, con bé này. Cái em nói là dạ chào chú, cảm ơn. Rồi từ từ cái cơ duyên em mới quyết định là thi Thách Thức Danh Hài, thì em mới nghỉ việc ở tại đó học biết. Rồi cái Thách Thức Danh Hài thì em đi được tới vòng nào? Em đi được tới vòng 10 triệu, còn vòng 20 triệu thì em bị diễn tặng. Rồi vậy là em cũng đã cố gắng nỗ lực để tìm đến những cái thành công mỗi ngày một lớn hơn, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái ngày mà em nghỉ tại quán của mình á, thì em xách cái giỏ, không biết tại em sao em bước vào em dọn đồ hết, em phóng lên xe taxi, mà chị biết không, móc ra trong túi em chỉ còn đúng 1.1 triệu thôi. Là em phải giống như em phải gán làm sao để trang trải trên đây, để những cái ngày mà casting em nhiều khi đến tại thời điểm này em gặp quá nhiều khó khăn, mà em nói là
dù khi mà mình nhìn lại mình đã vượt qua hết rồi, mà không có chuyện gì mà mình phải mất cả, nên thôi mình cứ cố gắng cố gắng. Giống như trong cái cuộc đời em lúc nào cũng có cái từ điển là vậy nè: cố lên Kiên ơi, mày phải cố lên, mày không cố gắng không ai giúp mày đâu, cứ vậy cứ vậy. Tự nhủ với lại trong cái đầu mình, trong cái tâm thức của mình là cố lên Kiên ơi hả? Không phải là cố lên Kỳ ơi, mà cố lên Kiên ơi. Lúc đó thì em cũng chưa nghĩ tới vấn đề đổi tên nữa. Dạ. Mà bây giờ trong tiềm thức của em là em là Kỳ hay là Kiên? Trong tiềm thức của em thì dù miễn sao em là chính bản thân em là được. Nhưng mà em tên Kỳ thì nó sẽ nữ tính hơn. Đúng rồi, dạ. Tên Kỳ thì nghe đúng là mềm mại, hoa hậu dạ. hơn. Dạ. Đúng không? Hoa hậu, á hậu dạ, hơn. Dạ đúng rồi. Lúc chứ thôi lúc đó em cũng định là sẽ không đổi tên nữa. Nhưng mà thôi em nói là thôi đổi tên đi cho nó ok hơn. Rồi cái hoàn thiện hình ảnh của em á, cái chỉnh chu về trang điểm, về tóc tai, về cách ăn mặc này nọ thì là một mình em tự kiếm hay là ai giúp đỡ cho em? Dạ một mình em tự làm hết. Là lúc tất cả mọi thứ thì em đều xem. Em rất là yêu thích thời trang. Thì lúc đó là còn nhỏ thì em hay coi chương trình của chị, lúc đó chị làm host á, Vietnam Next Top Model. Thì em cũng rất là ước mong một ngày đó mình đi casting, nhưng mà không ngờ một ngày nào đó mình được gặp chị hay là được đứng chung sân khấu hay gì đó, em không nghĩ tới. Mà lúc đó thì coi thì cha em không có cho. Rồi cha sao cho. Dạ đúng rồi, cha không có cho, cha cấm. Thì lúc đó chung kết hay gì đó thì em đều bắt nhỏ xíu à, thì để coi ai quán quân thôi. Dạ. Còn về tất cả mọi thứ thì em phải xin. Có nghĩa là có những anh chị nhà thiết kế thì có hiểu cho em, thì cũng giúp đỡ em được một phần, thì chỉ trả chi phí giặt hấp hay gì đó thôi. Rồi sau đó mấy tất cả các anh chị trang điểm thì cũng hỗ trợ em. Thì em tích cái này tích cái kia, tích cái này tích cái kia, mình tự làm cái mình hoàn thiện. Hoàn thiện. Rồi cái cơ duyên nào mà đưa Lương Mỹ Kỳ đến sàn diễn thời trang chuyên nghiệp? Cái cơ duyên là cơ duyên mà để em học cách quốc đầu tiên đó là em học bên cô Võ Hoàng Yến. Đó thì sau đó thì em mới đi casting những cái show thời trang mà em cũng không nghĩ là mình đậu đó. Có nghĩa là em cast rồi cơ duyên em đi được lên sàn người mẫu, rồi với lại em được tham gia tuần lễ thời trang là em cảm thấy em rất là thích. Cái tuần lễ đầu tiên là của tuần lễ của chị phải không? Hay là dạ đúng rồi, tuần lễ đầu tiên là em được sải bước ở tại Việt Nam Runway Fashion Week. Runway Fashion Week. Là cái show Lê Long Dũng mà chị nói luôn phải dạ, không? Dạ đúng rồi. Dạ. Sau khi Lương Mỹ Kỳ làm người mẫu chuyên nghiệp ở trên sàn Runway Fashion Week thì mọi người thấy hình ảnh của Lương Mỹ Kỳ là một thí sinh rất là nổi bật và luôn luôn được báo chí đề cập tới trong cuộc thi Đại sứ Hoàng Mỹ. Và trong cái phòng trắng để chụp, để gọi là chấm thi thí sinh trong vòng chung kết thì Xuân Lan rất ấn tượng với cô bé này, là vừa khóc vừa kể lại câu chuyện của mình và rất là mạnh mẽ để nói là em muốn lan tỏa thông điệp cho những bạn LGBT khác là hãy mạnh mẽ như em, hãy dám thể hiện như em và sẽ đạt được mong ước. Thì cái hình ảnh đó là chị không có quên. Yeah. Thì đó là lý do tại sao hôm nay chị mời Mỹ Kỳ tới đây để ngồi để lại truyền một lần nữa, truyền cái lửa đó cho các bạn. Thì em có thể tái hiện lại cái câu nói của em với lại máy quay để cho khán giả có thể nhìn thấy. Có nghĩa là lúc khi mà em làm quán á, là tại vì chị biết không, từ nhỏ là em rất là thích được diễn kịch giả gái. Em rất là đam, có nghĩa là em vừa học tốt bên mảng văn hóa nhưng mà vừa rất là thích đóng kịch. Sau đó thì em mới nói là khi mà em làm quán, em không lẽ em nói là cuộc đời mình chết rồi sao ta. Mà mỗi lần chị biết không, em chặt nước đá, mà mỗi lần em ginh bia, cái em thấy hình ảnh của một cô bé mặc cái đầm thật đẹp đứng trên sân khấu tỏa sáng, em thấy em. Mà xong em nhìn lại mình nói là ủa mày bị khùng hả? Giống như em bị khùng, em chửi là con điên. Mày nghĩ sao mà mày mơ ước tới những cái đó. Mà xong không biết sao em cứ quyết tâm. Mà mỗi khuya hay gì em đều cầu nguyện cho tổ. Bởi em rất là cảm ơn tổ. Và em muốn chứng minh rằng là em muốn là giống như là một ngày nào đó thì cậu bé nào mà cho dù bạn ginh bia hay là bạn làm bất cứ một cái nghề nào đi chăng nữa thì bạn cũng có quyền mơ ước, mà cái niềm tin mãnh liệt trong người mình giữ được thì mình sẽ đứng và làm được hết tất cả. Thì đó là lý do tại sao mà Lương Mỹ Kỳ rất là cố gắng, rất là thể hiện.
Và rõ ràng Lương Mỹ Kỳ tỏa sáng trong đêm chung kết và đã trải qua rất là nhiều thử thách, rất là nhiều sự cạnh tranh. Lương Mỹ Kỳ là Á hậu một. Cái giây phút mà em thích, em đã chỉ có giây phút mà gọi top 3, em là người cuối cùng á, là em chỉ tiếc một điều là em không được đi Thái Lan thôi. Em cứ nghĩ trong đầu là nếu như cái người khác được gọi tên thì em chỉ tiếc một điều thôi, em không làm được những cái mà khi mà gọi tên em mừng, mà em thiếu điều em muốn hai ẩm em xuống, em nhảy xuống luôn á, em giống như em rối bời luôn, mà cuối cùng em cũng đã làm được. Rối bời. Chị nhìn thấy em rối bời tại vì nguyên tắc của tụi chị vì nè, bản thân chị đào tạo ra rất là nhiều thí sinh, bản thân chị trải qua rất là nhiều cái cuộc thi, thì chị luôn luôn thấu hiểu các bạn thí sinh là trong đêm chung kết á, cái khao khát được tỏa sáng á, nó mạnh đến cái mức nó chi phối hết tất cả những cái sự hồn nhiên, cái biểu cảm trên gương mặt của bạn. Và các bạn trở nên căng thẳng vô cùng và diễn á, cố gắng thể hiện diễn, nên nhiều khi có những bạn nó bị over á, bị không còn cái giọng, cái sự tỏa sáng của một ngôi sao là nó phải nhẹ nhàng, nó phải rạng rỡ, phải tự tin thật sự. Còn nếu mà có một số bạn mà cứ dạng over để thể hiện cho là ta sẽ làm được thì nhiều khi nó sẽ mất cái hào quang đó. Thì trong đêm chung kết chị thấy em rất có nguy cơ để em mất cái sự hào quang bình thường của em. Nhưng mà may mắn cuối cùng là em cũng được ở trong top 3. Tại vì cái đêm chung kết á, em tiếc lắm. Em tiếc là bởi vì em không có chịu ăn cái lúc tập chương trình. Đâm ra em đói mà em khóc luôn. Em đói mà thiếu điều em muốn đột quỵ luôn á. Giống như em khi mà em tập xong chương trình là các bạn, là em chỉ sắn đầu khi mà em gặp được cái tô cơm mà em ăn trong nước mắt thôi. Và sau đó em tắm rửa sạch sẽ mà em rất là sợ. Thì có một cái bạn đi theo phụ em là phải, em nói là thôi tôi tắm trong đây, bà đứng ở ngoài đi để có gì tôi xỉu này kia. Nhưng mà lúc đó em chỉ nghĩ một điều là cha mẹ em thôi. Tại vì cái tâm nguyện của em là em muốn là một ngày nào đó em thành công, nhưng mà cha mẹ em ngồi dưới là em như thế nào em cũng mãn nguyện. Rồi xong rồi đăng quang xong thì như thế nào? Dạ đăng quang xong cái giây phút đó thì em chỉ xong rồi em chỉ tìm cha mẹ em chụp hình thôi. Nhưng mà em không có cảm thấy là đời em thay đổi, hay là hạnh phúc, hay là cảm thấy bước qua một cái cuộc đời mới, hoặc là em đã thành công hơn rất là nhiều người thì em. Tại vì lúc đó là em hạnh phúc là bởi vì cuối cùng em đã có danh hiệu rồi. Em đã có danh xưng rồi. Tại vì lúc trước thì mọi người hay biết em là thứ nhất là Thánh Lô Tô Lương Trung Kiên, hay là kiểu người đẹp chuyển giới. Thì mà cuối cùng em cũng đã có một cái danh hiệu nhất định, và em có được một cái tấm vé có thể đại diện Việt Nam tại Thái Lan, là em cảm thấy em rất là thích cái tuổi trẻ của mình. Khi nào em đi? Nếu dạ năm sau. Năm sau đi là đã có danh sách để đại diện cho Việt Nam đi Thái Lan để diễn rồi, để thi rồi. Dạ. Nhưng mà giờ chị hỏi nè, tại sao em lại phải quyết tâm để có một cái tấm vé đó, và phải quyết tâm có một cái danh hiệu nào đó? Tại vì em thấy, em thấy được, có nghĩa là em không dám mơ tới một ngày nào đó em có danh xưng là Á hậu hay là Hoa hậu hay gì hết. Nhưng mà em thấy được cái sự thiếu sót của những, hồi em không dám nói, có nghĩa là sự thiếu sót của những, em cứ nói đi, bình thường. Có nghĩa là em thấy được cái sự thiếu sót của những anh chị mà, của những chị mà đại diện đi trước. Em chỉ muốn là làm sao đó để thỏa cái lòng mình và đem về những cái gì tốt nhất cho cộng đồng LGBT. Bởi vì là chị biết là cái cộng đồng của em á, cho dù có nói gì đi chăng nữa thì hiện tại người ta vẫn kỳ thị. Người ta vẫn kỳ thị và đôi khi sẽ có những cái lời nói nó không tốt về mình. Nhưng mà về cá nhân em á, nếu em không có muốn đại diện cho cái cộng đồng LGBT để tìm một cái sự khẳng định ở trên đấu trường quốc tế về sắc đẹp, thì bản thân nếu em là Lương Trung Kiên, em sống một cuộc đời của Thánh Lô Tô, hoặc là một cái người đã được chuyển giới thành Lương Mỹ Kỳ, thì tại sao chị hỏi là em vẫn khao khát có một cái danh hiệu nào đó cho riêng mình? Tại sao em lại có khao khát đó? Tại vì em muốn khẳng định mình. Em muốn là, có nghĩa là nhiều người cứ luôn nói em về vấn đề là em không có trình độ, em không có kỹ năng, em không có gì. Em muốn chứng minh được, em muốn cái sự khao khát
Tại vì làm cha mẹ em biết là em khao khát mức độ nào, với lại là em muốn chứng minh cho cha mẹ em biết là em có thể làm được, và em muốn là truyền một cái gì tia hy vọng, một cái tia hy vọng là bởi vì là cha mẹ ơi, cha mẹ có một cái người con như vậy, bởi vì là gia đình em có rất nhiều chuyện nó xảy ra nên em rất là muốn. Rồi bây giờ chị hỏi nè, tại vì chị hỏi em không phải là để cho chị nghe, mà để cho rất là nhiều khán giả đang nghe hỏi là ủa tại sao cô bé này lại khao khát như vậy, và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là ước mơ chạm đến ngôi sao của cộng đồng LGBT. Thì các bạn đó hỏi tại sao phải vươn tới ngôi sao, tại sao không sống bằng những cuộc đời bình thường, thì chị muốn các em trả lời những câu đó để cho các bạn cảm thấy à thì ra như vậy. À, có nghĩa là cái nguồn niềm đam mê từ nhỏ của em rồi, có nghĩa là cho dù em có như thế nào thì nó cũng kiểu cái duyên mình nó đã đưa tới, và em muốn là tỏa sáng á chị, kiểu như mình không hiểu tại sao mà khi mà chị cái ngọn lửa đam mê á, mỗi lần mà khi mà mình diễn đi, mà cho dù có bệnh cỡ nào mà một khi mà nhạc bắt lên, mọi thứ ánh đèn là tự nhiên mình có một cái nguồn năng lượng đó. Và em lúc đó mà khi mà giai đoạn em học lớp 12 thì gia đình em gặp một cái biến cố, thì mỗi lần là mỗi buổi tối 12 giờ khuya em đều khóc và em cầu nguyện tổ nghiệp. Em nói là tổ nghiệp ơi, chỉ có cái ngành này là con đổi đời thôi, mà không biết tại làm sao em lại giá như vậy. Thật sự lúc đó em không nghĩ vấn đề là mình sẽ cái này cái kia, mà em chỉ nghĩ đó thôi. Và sau này em thấy là khi em đi làm quán và mọi thứ nó linh nghiệm, mọi thứ nó giống như là cái mà mình mong muốn, thì em thấy nó đều như vậy. Chị sẽ nói giùm cho Mỹ Kỳ vậy. Mình mong muốn, mình đam mê giống như hồi nhỏ chị cũng khấn, con không biết gì hết. Con mà con đam mê quá, giống như lần đầu tiên chị được làm một cái người làm lễ tân đứng ở ngoài một cái show gọi là ngày Valentine, diễn ở cái bể bơi ở khách sạn New World đó. Ở lúc đó là anh Đức Hải rồi chị Nguyệt Nga là vedette trên sàn diễn á. Thì chị là một cô bé mặc áo dài đứng làm lễ tân ở ngoài, thì chị nhìn vô, chị ước mơ là cho con đứng trên sân khấu đó, cho con sống hoài trên sân khấu đó. Con mê ánh sáng đó, con mê cái khói sân khấu, mà cái khói hồi xưa là bấm cái nút xịt ra là sặc sụa trên sân khấu, chứ không phải là khói lạnh như bây giờ đâu. Nhưng mà tự nhiên nghe mùi khói nó thơm, đứng trên sân khấu mình thấy giống như là cái kiểu mà một cô bé lọ lem bước vô trong lâu đài cổ tích đó, rồi mình không muốn ra nữa. Thì chị hiểu cái cảm giác của em. Nhưng mà rõ ràng là cái câu chuyện là khi em xác nhận là khi em có ước mơ, em kiên trì và em quyết tâm là nó sẽ đi đến đích. Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi. Và khi nó cho em cảm ơn cái những cái thử thách khó khăn đã qua, nó cho em nhiều cái cảm xúc này nè chị. Là khi mà sau đó em mới có cơ hội là em làm sản xuất và biên tập cho một công ty giải trí, thì em mới thấy được, em mới hiểu ra một cái điều nữa, đó là khi mà mình thấy người khác tỏ sáng theo cái cách riêng của mình, tỏ sáng theo cái cách của mình, thì mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn là khi mình tỏ sáng nữa. Nhưng mà khi mà em làm những cái công việc hậu trường á, nó lại giống như bị khao khát cái nghề, cái lửa nghề nó thúc giục em. Bây giờ gì nè, chị sẽ khai thác gì nè. Lương Mỹ Kỳ vừa chia sẻ là đang làm biên tập cho một cái show giải trí rất là đình đám. Show đó là show gì em? Dạ, show Giọng Ải Giọng Ai với Thách Thức Danh Hài. Thách Thức Danh Hài và Giọng Ải Giọng Ai là của công ty Điền Quân. Dạ đúng rồi. Là em làm mảng biên tập cho nhóm của Nguyễn Thị Ngân, là của các thí sinh. Dạ đúng rồi. Là cái nhóm mà diễn lừa đảo khách mời đó, phải không? Phải không? Dạ đúng. Thì là những người biên tập đó là phải đầu óc rất là tinh quái, là cái trình độ lừa đảo phải cao siêu, đúng không? Là em làm biên tập cho cái nhóm đó, phải không? Dạ. Rồi bây giờ chị cũng đang thắc mắc là ở trước mặt Xuân Lan đang là một á hậu của đại sứ Hoàng Mỹ, rất là đẹp đẽ, rất là dịu dàng, nhưng không hiểu được cái ký ức của mình lẫn là một anh lương trung kiên gọi là Thánh Lô Tô, đúng không? Xong có sự tinh quái của cái ban biên tập của Thách Thức Danh Hài với Dòng Ải Dòng Ai, nó cũng là có nghĩa là kinh khủng. Vậy cho chị hỏi em nè, em có thể tặng cho khán giả một cái nét nào đó, mà một cái nét diễn nào đó, hoặc một cái đoạn diễn nào đó, hoặc là cái hát lô tô nào đó mà em khác biệt với hình ảnh bây giờ không? Đó nghĩa là chị đang muốn nhìn Lương Mỹ Kỳ xinh đẹp mỹ miều cộng với lại cái chất quái của Lương Trung Kiên. Dạ, có nghĩa là khi á
khi mà em nói chuyện thì mọi thứ nó cũng sẽ bình thường thôi. Nhưng mà khi mà em là một con người mà vô công việc á, thì đâu ra đó. Và em xin, lúc nào em vô công việc em nói là xin phép được lộ giọng đàn ông nha. Có nghĩa là em sẽ lộ ra hết. Thì ví dụ là khi mà em gặp thí sinh thì xin chào bảy thí sinh, thì ngày hôm nay thì tập của chúng ta sẽ là như vậy. Khách mời là chị Xuân Lan với anh Nam Chung. Thì các em cũng biết là chị Xuân Lan là một cái người như thế nào thì em sẽ phân tích ra rồi cái cách cầm mi, đứng mi như thế nào. Đó, thì cái của mình sẽ có 7 số. Thì tất cả các bạn sẽ đứng tạo dáng posing cho đến khi nào mà ví dụ như là khi mà tất cả những khách mời nhìn mình thì một mình nhìn lại chứ không được quyền nói. Nói mình sẽ bị lộ giọng. Vậy đó. Nhưng mà bây giờ em có thể, em còn nhớ một cái đoạn lô tô nào đó mà em hát không? Dạ lô tô hả chị? Ừ. Dạ nhớ. Em hát tặng khán giả một đoạn nào đó được không? Dạ. Số gì đây, số gì đây, caracom lấy dao xẻ mít ít muối mà nhiều sơ, tại em lẳng lơ nên người ta rẻ rôm, nếu em thật tình thì ai rẻ ai khinh con 59. Cái đó cũng là một cái nét rất là duyên. Xuân Lan đã có một dịp đã nói về lô tô ở cái chủ đề của bạn Lô Lộ. Đàn logo Lô Tô Sài Gòn Tân Thời ha. Lô Tô Sài Gòn Tân Thời. Thì hôm nay chúng ta đã thấy một diễn viên đã từng hát lô tô, bây giờ đã chuyển được cuộc sống của mình sang hình ảnh của một á hậu đang chuẩn bị đại diện cho Việt Nam đi thi ở trên đấu trường sắc đẹp quốc tế ở Thái Lan. Và đây là cuộc thi rất là nổi tiếng và Việt Nam đã có Hương Giang đăng quang hoa hậu. Đúng không? Sau đó là năm trước nữa là bạn bạn Nhật Hà, rồi tới năm trước nữa là chị Hoài Sa. Nhật Hà cũng là hai cô gái của Việt Nam nổi tiếng để tham gia cuộc thi đó. Và năm sau nữa là Trân Đài với em. Dạ đúng rồi. Phải không? Trân Đài với em. Là chị Đài. Năm nay là Trân Đài, năm sau là em. Dạ đúng rồi. Thì hy vọng rằng tất cả những cô gái xinh đẹp này sẽ đại diện cho Việt Nam để có thể tạo nên kỳ tích kế tiếp ở đấu trường sắc đẹp của cộng đồng chuyển giới ở Thái Lan. Đó là một cái cuộc thi cả thế giới đều theo dõi. Và chúng ta đã có niềm tự hào lớn thì chúng ta tại sao không đạt được những cái niềm tự hào này. Xuân Lan, quay lại cái chủ đề của ngày hôm nay. Tất cả những cái bạn trong cộng đồng LGBT đang chưa có cơ hội tìm lại chính cái cuộc đời của như mình mong muốn, các bạn hãy cố gắng, giống như Lương Mỹ Kỳ đã cố gắng vượt ra tất cả những cái ngày khốn khó, những cái ngày gọi là bưng bia chặt nước đá, hoặc là đi làm thêm để kiếm tiền, rồi không dám ăn, kiếm tiền để ăn mì gói và để dành đó để tiền chuyển đổi giới tính lại đúng cái bản ngã của mình. Và bây giờ Lương Mỹ Kỳ đã ngồi đây trước mặt chúng ta rất là xinh đẹp, rất là tự tin. Và bạn Xuân Lan nghĩ rằng bạn sẽ càng ngày càng thành công. Và tại sao các bạn không có quyền ước mơ? Tại sao các bạn lại không bắt đầu cố gắng? Các bạn tại sao lại không quyết tâm giống như Lương Mỹ Kỳ đang ngồi đây quyết tâm? Tin chắc rằng các bạn khi có một cái mục tiêu, hết lòng vì nó, cố gắng mỗi ngày vì nó và hãy giữ cái đam mê đó, chắc chắn một ngày nào đó các bạn sẽ làm cho mọi người thán phục, trầm trồ và phải tôn vinh các bạn. Đúng không em? Dạ đúng. Em có, bây giờ chị, trước khi mình kết lại chương trình của ngày hôm nay thì chị rất là muốn nhờ Mỹ Kỳ nhắn gửi đến các bạn trong cộng đồng LGBT, hãy tự tin, hãy như những gì em nói ở trong cái cuộc thi. Mỹ Kỳ rất là mong tất cả mọi người trong cộng đồng LGBT, thứ nhất là sẽ hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn yêu thương nhau, luôn luôn đoàn kết và phải có một cái niềm tin mãnh liệt. Và niềm tin cộng với đam mê chắc chắn sẽ xuất hiện những cái điều kỳ tích tốt nhất đến với mọi bản thân. Và hãy luôn tin vào chính bản thân của mình. Cuộc sống bây giờ và thu nhập bây giờ nó khác hơn so với cái lúc mà em vất vả, em mưu sinh ở cái thời gian trước, khác biệt nhiều không? Dạ nó cũng, đối với em thì nó cũng khác biệt thôi. Nó cũng khác biệt thì em được cái là em có nhiều cái cảm xúc hơn. Thì lúc trước thì em làm việc chân tay thì mình cảm thấy, đôi khi thì em cảm thấy cái cuộc sống mình nó rất là thoải mái. Mình ăn uống, mình ngồi, mình nói, rồi mình la hét gì nó cũng thoải mái hơn. Còn bây giờ thì mình làm kiểu như mình chỉ hóc thôi, với lại thoải
mình có những cái mình rất là bị, có thể bị ràng buộc hay là gì đó. Nhưng mà em cũng mong muốn là em là chính em thôi, em thoải mái với những gì em lựa chọn và thoải mái với cái cuộc sống của mình là em cảm thấy hạnh phúc rồi. Khi Xuân Lan nói với Mỹ Kỳ lúc hồi nãy, Xuân Lan có một cái đoạn dừng lại để suy nghĩ, thì Xuân Lan đang liên tưởng tới những cái cuộc casting mà khi mà Xuân Lan kêu gọi là casting cho cộng đồng LGBT, thì thí dụ như khoảng 300 người đến thì đã có hơn 180 người là các bạn LGBT, nhiều lứa tuổi, nhiều giới tính. Có bạn chuyển giới rồi, có bạn chưa chuyển giới, có bạn vẫn là đang rất khó khăn, và có những bạn ngồi xe đò từ Cà Mau, từ Rạch Giá, từ Cần Thơ đi lên để casting. Xong rồi em chỉ ước mơ là em diễn cho chị coi thôi, chị thấy em vậy là em vui rồi, giờ em ra em đi bắt xe đò em đi về. Thì cái ước mơ của các bạn trong cộng đồng LGBT rất là lớn, và ước mơ được khẳng định tên tuổi của mình và bản lĩnh của mình, đó là câu chuyện mà các bạn luôn luôn hừng hực và nung nấu cái ngọn lửa trong lòng rất là lớn. Và không phải một mình Mỹ Kỳ, chị biết rằng rất là nhiều những bạn khác đang có cái nỗ lực và mong muốn được tỏa sáng giống như em. Thì chị vẫn giữ lời hứa là mỗi lần có cái show nào chị làm mà dành cho người lớn, vẫn sẽ có một chương trình đặc biệt dành cho các bạn trong cộng đồng LGBT được tỏa sáng, được biểu diễn, giống như show diễn của anh Lê Đông Dũng vừa rồi. Rồi sẽ cố gắng làm những cái chị đang khai thác về cái kênh YouTube. Thì chị đang còn nghĩ là mình sẽ làm một cái chương trình thời trang mình quay để chị phát trên YouTube. Để cho các bạn đó có thể có sân chơi nhiều hơn và biểu diễn nhiều hơn. Thì tại sao không? Đúng rồi. Thì khi nào mà chị có kế hoạch thì bắt đầu chị lại cho cộng đồng LGBT biết là chị đang cần các bạn, và các bạn vẫn có cơ hội để có thể khẳng định bản lĩnh của mình. Và chúc cho cộng đồng LGBT càng ngày sẽ càng có nhiều ngôi sao, càng ngày sẽ càng có nhiều người thành công và dám sống, dám ước mơ, và cái ước mơ chạm đến cái ngôi sao đó là trong tầm tay nếu các bạn nỗ lực hết mình. Rồi, rất là cảm ơn Lưu Mỹ Kỳ dành thời gian cho chuyện Ngại Nói ngày hôm nay. Một lần nữa thì chị chúc em luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cái con đường của em lựa chọn. Em chúc chị Xuân Lan nhiều sức khỏe. Chương trình được nhiều người xem, nhiều surprise. Cảm ơn em. Chuyện Ngại Nói ngày hôm nay xin gửi tặng cho Mỹ Kỳ bó hoa thật là đẹp. Chị chọn hoa hồng đỏ bởi vì chị biết em rực rỡ và em xinh đẹp giống như những cái bông hồng này. Chúc cho em luôn luôn tỏa hương. Và chúc cho em sẽ chiến thắng cái ngôi vị cao nhất trên đấu trường sắc đẹp quốc tế Thái Lan của năm 2022. Và Lương Mỹ Kỳ sẽ là một cái tên làm cho chúng ta tự hào, giống như những cái tên trước đây chúng ta đã từng tự hào về cộng đồng LGBT khẳng định sắc đẹp của mình trên đấu trường quốc tế. Quý vị khán giả thân mến, phát show Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan ngày hôm nay lại truyền thêm một cái thông điệp tích cực cho cộng đồng LGBT. Và không chỉ cộng đồng LGBT mới xem cái talk show ngày hôm nay, tất cả những khán giả đang xem chương trình, hãy ủng hộ cho cộng đồng LGBT, hãy yêu thương và hãy ngừng kỳ thị, cũng như hãy lan tỏa những cái thông điệp, hoặc là có thể hỗ trợ các bạn để các bạn có thể biến ước mơ của mình trở thành sự thật. Các bạn sẽ là những con người thật sự đặc biệt, thật sự tuyệt vời, và các bạn sẽ là những người làm cho chúng ta tự hào. Đừng quên khung giờ phát sóng của Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Xuân Lan Official, Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chủ đề sau.